Mỗi ngày đều đem đến những bộ phim đặc sắc cho các bạn. Hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện một lao công nhặt được một hộp sô-cô-la, ăn một viên liền trở nên đẹp trai. Nhưng thời gian đó chỉ gói gọn trong 24 giờ. A Đức đã hơn 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp, anh luôn không tìm được việc làm vì anh vừa xấu lại không biết nói chuyện. Vì thế chỉ có thể nhờ người quen xin cho công việc làm lao công tại một thương trường. Sau đó, công việc là do có chỗ dựa, A Đức lại luôn tìm phiền phức vào người. Tìm phiền phức gì chứ? Chính là lúc anh ta thấy không có người liền hát một bài. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng A Đức không chỉ hát, mà mấy câu hát đưa tình anh cũng có thể nghe ra, anh cũng có cơ hội hát cũng hay hơn người bình thường. Nhưng hay đến mấy thì cũng có tác dụng gì, bây giờ là bảo anh ta quét dọn chứ không phải mở concert. Anh ta không làm việc mà cứ luôn hát, ai có thể không làm vẻ mặt khó coi với anh ta đây. Vậy nên, lâu dần A Đức mặc dù thực dụng và thực tế, chịu làm việc, nhưng đi đến đâu cũng không được mọi người ưa thích. Chỉ đến một ngày, khu vực ấy tổ chức một cuộc thi hát. Nhưng những người đến tham gia cuộc thi này không phải là hát như giết gà, thì lại là suy nghĩ viển vông, vọng tưởng nhờ vào sự dị hợm này để được chú ý. Bên này, người chủ trì thấy vậy liền vô cùng tức giận, mọi người nói xem đây là chuyện gì. Một người nói, chúng ta làm cuộc thi hát, mấy người này đến để hát sao? Nếu tình hình cứ như vậy, vậy chúng ta thành cái thứ gì, không phải chỉ khiến khán giả cười rụng răng sao? Nói xong bắt ban tổ chức đổi người, nếu không tìm được người biết hát, vậy thì dừng cuộc thi lại. Sau đó tìm được người đến rồi, lúc này giọng hát của A Đức đúng là khiến mọi người nghe đến mê mệt. Nhưng khi anh ta hát xong, giám khảo thấy anh ta xấu quá, liền khuyên hãy từ bỏ con đường ca hát. Dù gì, sinh ra xinh đẹp chính là bát ăn mà ông trời cho, anh ta xấu như vậy thì đừng ra ngoài dọa người nữa. Sau khi nói xong, khiến A Đức càng tự ti hơn. Anh ta cảm thấy như vậy cũng đúng, những năm nay không ít thì nhiều chuyện đều do vẻ ngoài của mình mà không thành. Sau đó, A Đức quyết định từ bỏ không hát nữa. Anh ta chọn cúi đầu trước diện mạo, trở thành một phế vật không được mọi người coi trọng. Chỉ đến một ngày, A Đức nhặt được một hộp sô-cô-la, mơ hồ bỏ một viên vào miệng. Cũng không thể không nói, thật ra nó rất ngon. Sau khi ăn xong một viên, A Đức cảm thấy rất sảng khoái, giống như cả người đã thay da đổi thịt. Chuyện càng khiến người ta không nghĩ đến, viên sô-cô-la này vừa vào bụng, diện mạo A Đức liền thay đổi. Chỉ chớp mắt anh ta từ một người vừa lùn vừa xấu, biến thành một người đẹp trai, giống như vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù A Đức trở nên đẹp trai nhưng anh ta lại không hề biết. Khi anh ta chuẩn bị đi làm, mang theo một chiếc thùng chuẩn bị đến thương trường làm vệ sinh. Mỗi ngày đều đem đến những bộ phim đặc sắc cho các bạn. Hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện một lao công nhặt được một hộp sô-cô-la, ăn một viên liền trở nên đẹp trai. Nhưng thời gian đó chỉ gói gọn trong 24 giờ. A Đức đã hơn 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp, anh luôn không tìm được việc làm vì anh vừa xấu lại không biết nói chuyện. Vì thế chỉ có thể nhờ người quen xin cho công việc làm lao công tại một thương trường. Sau đó, công việc là do có chỗ dựa, A Đức lại luôn tìm phiền phức vào người. Tìm phiền phức gì chứ? Chính là lúc anh ta thấy không có người liền hát một bài. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng A Đức không chỉ hát, mà mấy câu hát đưa tình anh cũng có thể nghe ra, anh cũng có cơ hội hát cũng hay hơn người bình thường. Nhưng hay đến mấy thì cũng có tác dụng gì, bây giờ là bảo anh ta quét dọn chứ không phải mở concert. Anh ta không làm việc mà cứ luôn hát, ai có thể không làm vẻ mặt khó coi với anh ta đây. Vậy nên, lâu dần A Đức mặc dù thực dụng và thực tế, chịu làm việc, nhưng đi đến đâu cũng không được mọi người ưa thích. Chỉ đến một ngày, khu vực ấy tổ chức một cuộc thi hát. Nhưng những người đến tham gia cuộc thi này không phải là hát như giết gà, thì lại là suy nghĩ viển vông, vọng tưởng nhờ vào sự dị hợm này để được chú ý. Bên này, người chủ trì thấy vậy liền vô cùng tức giận, mọi người nói xem đây là chuyện gì. Một người nói, chúng ta làm cuộc thi hát, mấy người này đến để hát sao? Nếu tình hình cứ như vậy, vậy chúng ta thành cái thứ gì, không phải chỉ khiến khán giả cười rụng răng sao? Nói xong bắt ban tổ chức đổi người, nếu không tìm được người biết hát, vậy thì dừng cuộc thi lại. Sau đó tìm được người đến rồi, lúc này giọng hát của A Đức đúng là khiến mọi người nghe đến mê mệt. Nhưng khi anh ta hát xong, giám khảo thấy anh ta xấu quá, liền khuyên hãy từ bỏ con đường ca hát.
Dù gì, sinh ra xinh đẹp chính là bát ăn mà ông trời cho, anh ta xấu như vậy thì đừng ra ngoài dọa người nữa. Sau khi nói xong, khiến A Đức càng tự ti hơn. Anh ta cảm thấy như vậy cũng đúng, những năm nay không ít thì nhiều chuyện đều do vẻ ngoài của mình mà không thành. Sau đó, A Đức quyết định từ bỏ không hát nữa. Anh ta chọn cúi đầu trước diện mạo, trở thành một phế vật không được mọi người coi trọng. Chỉ đến một ngày, A Đức nhặt được một hộp sô-cô-la, mơ hồ bỏ một viên vào miệng. Cũng không thể không nói, thật ra nó rất ngon. Sau khi ăn xong một viên, A Đức cảm thấy rất sảng khoái, giống như cả người đã thay da đổi thịt. Chuyện càng khiến người ta không nghĩ đến, viên sô-cô-la này vừa vào bụng, diện mạo A Đức liền thay đổi. Chỉ chớp mắt anh ta từ một người vừa lùn vừa xấu, biến thành một người đẹp trai, giống như vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù A Đức trở nên đẹp trai nhưng anh ta lại không hề biết. Khi anh ta chuẩn bị đi làm, mang theo một chiếc thùng chuẩn bị đến thương trường làm vệ sinh. Mỗi ngày đều đem đến những bộ phim đặc sắc cho các bạn. Hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện một lao công nhặt được một hộp sô-cô-la, ăn một viên liền trở nên đẹp trai. Nhưng thời gian đó chỉ gói gọn trong 24 giờ. A Đức đã hơn 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp, anh luôn không tìm được việc làm vì anh vừa xấu lại không biết nói chuyện. Vì thế chỉ có thể nhờ người quen xin cho công việc làm lao công tại một thương trường. Sau đó, công việc là do có chỗ dựa, A Đức lại luôn tìm phiền phức vào người. Tìm phiền phức gì chứ? Chính là lúc anh ta thấy không có người liền hát một bài. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng A Đức không chỉ hát, mà mấy câu hát đưa tình, anh cũng có thể nghe ra, anh cũng có cơ hội, hát cũng hay hơn người bình thường. Nhưng hay đến mấy thì cũng có tác dụng gì, bây giờ là bảo anh ta quét dọn chứ không phải mở concert. Anh ta không làm việc mà cứ luôn hát, ai có thể không làm vẻ mặt khó coi với anh ta đây. Vậy nên, lâu dần A Đức mặc dù thực dụng và thực tế, chịu làm việc, nhưng đi đến đâu cũng không được mọi người ưa thích. Chỉ đến một ngày, khu vực ấy tổ chức một cuộc thi hát. Nhưng những người đến tham gia cuộc thi này không phải là hát như giết gà, thì lại là suy nghĩ viển vông, vọng tưởng nhờ vào sự dị hợm này để được chú ý. Bên này, người chủ trì thấy vậy liền vô cùng tức giận, mọi người nói xem đây là chuyện gì. Một người nói, chúng ta làm cuộc thi hát, mấy người này đến để hát sao? Nếu tình hình cứ như vậy chúng ta thành cái thứ gì, không phải chỉ khiến khán giả cười rụng răng sao? Nói xong bắt ban tổ chức đổi người, nếu không tìm được người biết hát, vậy thì dừng cuộc thi lại. Sau đó tìm được người đến rồi, lúc này giọng hát của A Đức đúng là khiến mọi người nghe đến mê mệt. Nhưng khi anh ta hát xong, giám khảo thấy anh ta xấu quá, liền khuyên hãy từ bỏ con đường ca hát. Dù gì, sinh ra xinh đẹp chính là bát ăn mà ông trời cho, anh ta xấu như vậy thì đừng ra ngoài dọa người nữa. Sau khi nói xong, khiến A Đức càng tự ti hơn. Anh ta cảm thấy như vậy cũng đúng, những năm nay không ít thì nhiều chuyện đều do vẻ ngoài của mình mà không thành. Sau đó, A Đức quyết định từ bỏ không hát nữa. Anh ta chọn cúi đầu trước diện mạo, trở thành một phế vật không được mọi người coi trọng. Chỉ đến một ngày, A Đức nhặt được một hộp sô-cô-la, mơ hồ bỏ một viên vào miệng. Cũng không thể không nói, thật ra nó rất ngon. Sau khi ăn xong một viên, A Đức cảm thấy rất sảng khoái, giống như cả người đã thay da đổi thịt. Chuyện càng khiến người ta không nghĩ đến, viên sô-cô-la này vừa vào bụng, diện mạo A Đức liền thay đổi. Chỉ chớp mắt anh ta từ một người vừa lùn vừa xấu, biến thành một người đẹp trai, giống như vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù A Đức trở nên đẹp trai nhưng anh ta lại không hề biết. Khi anh ta chuẩn bị đi làm, mang theo một chiếc thùng chuẩn bị đến thương trường làm vệ sinh. Mỗi ngày đều đem đến những bộ phim đặc sắc cho các bạn. Hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện một lao công nhặt được một hộp sô-cô-la, ăn một viên liền trở nên đẹp trai. Nhưng thời gian đó chỉ gói gọn trong 24 giờ. A Đức đã hơn 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp, anh luôn không tìm được việc làm vì anh vừa xấu lại không biết nói chuyện. Vì thế chỉ có thể nhờ người quen xin cho công việc làm lao công tại một thương trường. Sau đó, công việc là do có chỗ dựa, A Đức lại luôn tìm phiền phức vào người. Tìm phiền phức gì chứ? Chính là lúc anh ta thấy không có người liền hát một bài. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng A Đức không chỉ hát, mà mấy câu hát đưa tình, anh cũng có thể nghe ra, anh cũng có cơ hội, hát cũng hay hơn người bình thường. Nhưng hay đến mấy thì cũng có tác dụng gì, bây giờ là bảo anh ta quét dọn chứ không phải mở concert.
anh ta không làm việc mà cứ luôn hát, ai có thể không làm vẻ mặt khó coi với anh ta đây? Vậy nên, Lô Dần A Đức mặc dù thực dụng và thực tế, chịu làm việc, nhưng đi đến đâu cũng không được mọi người ưa thích. Chỉ đến một ngày, khu vực ấy tổ chức một cuộc thi hát. Nhưng những người đến tham gia cuộc thi này không phải là hát như giết gà, thì lại là suy nghĩ viển vông, vọng tưởng nhờ vào sự dị hợm này để được chú ý. Bên này, người chủ trì thấy vậy liền vô cùng tức giận, mọi người nói xem đây là chuyện gì. Một người nói, chúng ta làm cuộc thi hát, mấy người này đến để hát sao? Nếu tình hình cứ như vậy, vậy chúng ta thành cái thứ gì, không phải chỉ khiến khán giả cười rụng răng sao? Nói xong bắt ban tổ chức đổi người, nếu không tìm được người biết hát, vậy thì dừng cuộc thi lại. Sau đó tìm được người đến rồi, lúc này giọng hát của A Đức đúng là khiến mọi người nghe đến mê mệt. Nhưng khi anh ta hát xong, giám khảo thấy anh ta xấu quá, liền khuyên hãy từ bỏ con đường ca hát. Dù gì, sinh ra xinh đẹp chính là bát ăn mà ông trời cho, anh ta xấu như vậy thì đừng ra ngoài dọa người nữa. Sau khi nói xong, khiến A Đức càng tự ti hơn. Anh ta cảm thấy như vậy cũng đúng, những năm nay không ít thì nhiều chuyện đều do vẻ ngoài của mình mà không thành. Sau đó, A Đức quyết định từ bỏ không hát nữa. Anh ta chọn cúi đầu trước diện mạo, trở thành một phế vật không được mọi người coi trọng. Chỉ đến một ngày, A Đức nhặt được một hộp sô-cô-la, mơ hồ bỏ một viên vào miệng. Cũng không thể không nói, thật ra nó rất ngon. Sau khi ăn xong một viên, A Đức cảm thấy rất sảng khoái, giống như cả người đã thay da đổi thịt. Chuyện càng khiến người ta không nghĩ đến, viên sô-cô-la này vừa vào bụng, diện mạo A Đức liền thay đổi. Chỉ chớp mắt anh ta từ một người vừa lùn vừa xấu, biến thành một người đẹp trai, giống như vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù A Đức trở nên đẹp trai nhưng anh ta lại không hề biết. Khi anh ta chuẩn bị đi làm, mang theo một chiếc thùng chuẩn bị đến thương trường làm vệ sinh,